Trên kênh YouTube chính thức của mình vào tối ngày 24 tháng 3, nữ diễn viên Minh Hằng đã chia sẻ chi tiết quá trình thụ tinh nhân tạo vào tuổi 36. Ban đầu, cô mong muốn sinh hai con cùng lúc nên đã cho hai phôi vào cơ thể, nhưng chỉ có một phôi được giữ lại do phôi còn lại có chất lượng kém. Lúc đầu, cô có 26 trứng khi chọc hút trứng, nhưng chỉ còn 10 phôi có chất lượng sau 3 ngày, 3 phôi sau 5 ngày và chỉ còn một phôi có chất lượng cao nhất. Minh Hằng đã lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo bởi vì cô mang gen thiếu máu di truyền thalassemia và cũng bị ảnh hưởng bởi việc kết hôn muộn, dẫn đến chất lượng trứng kém. Cô cũng đã phải hạn chế hoạt động trong showbiz để tập trung chăm sóc sức khỏe của mình. Trong quá trình mang thai, cô không bị ngán và mệt mỏi và làm việc bình thường mà không bị thay đổi tâm sinh lý như các mẹ bầu khác. Minh Hằng cũng chia sẻ về việc ông xã của cô đã trở thành siêu nhân tiêm chích khi tham gia tiêm kích trứng liên tục thay thế cho y tá khi cô đang bận rộn với công việc quay phim và đi nước ngoài nam doanh nhân này cũng đã giúp đưa cô đi mua sắm khi cô ngồi trên xe lăn để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh